Manchester United là trùm thua lỗ trên thị trường chuyển nhượng 10 năm qua. Manchester United là câu lạc bộ duy nhất trên thế giới đã chi rộng hơn 1 tỷ bảng trên thị trường chuyển nhượng, trong một thập kỷ qua. Điều đáng nói, đa phần các bản hợp đồng mà Quỷ Đỏ đưa về đều thất bại, dẫn đến thua lỗ nặng nề. Kể từ khi Louis van Gaal được bổ nhiệm vào hè 2014, chi tiêu ròng của Manchester United, bao gồm cả tiền bán cầu thủ, ở mức đáng kinh ngạc 1,2 tỷ bảng. Trong đó, riêng kể từ đại dịch Covid-19 năm 2020, Quỷ Đỏ đã chi tiêu 524 triệu bảng, con số khổng lồ trong khoảng thời gian chỉ trong 3 năm. Sự hiện diện của Rasmus Højlund, Mason Mount và Andre Onana ở hè 2023 với tổng giá trị 164 triệu bảng đã khiến mức độ đầu tư của Manchester United càng trở nên vượt trội trong một thập kỷ qua. Tuy nhiên, dù chi tiêu khủng như vậy trên thị trường chuyển nhượng, Manchester United vẫn luôn rơi vào tình trạng bất ổn với chất lượng cũng như chiều sâu đội hình không mấy ấn tượng. 5 huấn luyện viên, 54 cầu thủ, cộng thêm các khoản phí đền bù phải trả cho những huấn luyện viên bị sa thải. Tất cả những gì mà Manchester United thu về chỉ là một chiếc vô địch Europa League, một FA Cup và hai League Cup. Đây rõ ràng là con số đáng kinh ngạc, gần như không thể tưởng tượng nổi. Nếu coi bóng đá là một công việc kinh doanh, có lẽ Manchester United đã phá sản bởi cách làm ăn như vậy. Manchester United đã chi đậm trên thị trường chuyển nhượng 10 năm qua nhưng không hiệu quả. Maguire là một trong số những bản hợp đồng thảm họa của Quỷ Đỏ. Chỉ cần nhìn qua một vài cầu thủ đã tiêu tốn của Manchester United hơn 50 triệu bảng, chúng ta đều sẽ phải lắc đầu ngao ngán. Angel Di Maria là một thất bại lớn. Anthony Marshall thì khỏi phải bàn, giờ Quỷ Đỏ muốn đẩy đi không được. Paul Pogba là một thảm họa đắt giá, Romelu Lukaku là cơn ác mộng. Fred bị chê tả tơi, đã gia nhập Fednet ở hè 2023, Harry Maguire chỉ mang đến những sự đau khổ, Jadon Sancho gây thất vọng toàn tập. Dường như cũng đang trên đường phải khăn gói rời Old Trafford, còn Anthony đang vướng vào bê bối ngoài sân cỏ. Tất nhiên, vẫn có những bản hợp đồng Manchester United thu về thành công, như trường hợp của Bruno Fernandes, Casemiro và Rafael Varane. Dù vậy, nếu so với những gì mà Quỷ Đỏ đã đầu tư, nó chỉ là hạt cát trên sa mạc. Có quá nhiều tân binh đã thất bại. Thậm chí, chẳng phải thất bại thông thường mà là thất bại ê chề. Nhiều cái tên được coi là thảm họa còn chưa được động đến như Alexis Sanchez, Donny van de Beek hay Henrik Mkhitaryan. Tóm lại, nhìn vào những cầu thủ mà Manchester United đã đưa về, đâu đâu cũng thấy thất bại. Giờ mọi ánh mắt đang được đổ dồn vào Højlund, Mount và Onana. Người hâm mộ đang nín thở chờ cái kết của Højlund. Đáng chú ý, Manchester United không phải câu lạc bộ duy nhất tại Premier League ghi nhận mức chi tiêu ròng khủng trong 10 năm qua. Theo số liệu từ Trung tâm Nghiên cứu Thể thao Quốc tế, CIES, có trụ sở tại Thụy Sĩ, Chelsea đứng thứ hai trong danh sách sau Manchester United với mức chi tiêu ròng đạt 885 triệu bảng. Tính riêng trong năm 2023, con số này của The Blues đã là 558 triệu bảng. Trong số 10 câu lạc bộ chi tiêu ròng nhiều nhất thì có đến 7 thuộc Premier League. Arsenal, đội đã chi đậm để sở hữu Declan Rice từ West Ham, đứng thứ tư trong danh sách với mức chi tiêu ròng đạt 747 triệu bảng. Man City, 734 triệu bảng, ở vị trí thứ 5, Newcastle, 575 triệu bảng, ở vị trí thứ 6, Tottenham, 522 triệu bảng, thứ 8 và West Ham, 451 bảng, thứ 10. Liverpool đứng thứ 12 với mức chi ròng 426 triệu bảng, thực tế đứng sau cả Aston Villa và bằng một nửa đội xếp thứ 3 trong danh sách là PSG, 866 triệu bảng. Ở chiều ngược lại, Benfica là đội kiếm được nhiều tiền nhất trên thị trường chuyển nhượng trong 10 năm qua với con số 655 triệu bảng. Ajax cũng là cái tên đáng chú ý khác với số tiền thu về 372 triệu bảng.